Hello anh em, hôm nay mình sẽ bóc hộp cho anh em model máy tính bảng mới nhất của Lenovo trong năm 2021, vừa mới ra mắt cách đây khoảng một tuần. Đây là model Lenovo Celsius Pad Pro 12.6, 12.6, RAM 8GB, bộ nhớ trong là 256GB. Phiên bản này chạy chip Snapdragon 870 và có màn hình độ phân giải 2K OLED. Cách đóng hộp có vẻ khá xịn sò nếu mà so với các máy tính bảng của Xiaomi. Đây là Mi Pad 5. Có lẽ ở trong hộp người ta đã đóng kèm luôn cho anh em bộ sạc cáp rồi. Đây là cái hộp khá là to. Trong hộp thì hãng đã tặng kèm cáp sạc. Đây là cáp sạc C2C. Đây có lẽ là sách hướng dẫn quay chọc SIM và một cái dắp chuyển đổi USB Type-C sang chân tai nghe 3.5. Còn đây là củ sạc này có công suất là 30W, 30W anh em ạ. Khá đáng tiếc là Lenovo họ lại trang bị cho các máy tính bảng của mình có các cái củ sạc công suất tương đối là thấp. Nếu mà trên điện thoại thì 30 hoặc 40W là khá ok rồi. Tuy nhiên trên máy tính bảng mà 30W thì nó là chậm, nó là khá chậm anh em ạ. Bởi vì cái dung lượng pin của máy tính bảng nó lớn hơn điện thoại rất là nhiều. Do đó với model này dung lượng pin lên đến gần 8.000 mAh thì mình nghĩ củ sạc nó phải trên 50W thì nó mới tương xứng. Tuy nhiên là không sao. Đây là phiên bản 12.6. Năm nay thì Lenovo họ cũng ra mắt khá nhiều phiên bản. Celsius Pad 11, Celsius Pad Plus 11 và Celsius Pad Pro 11 inch. Máy được làm rất là mỏng anh em ạ. Mỏng hơn so với các máy tính bảng trên thị trường rất là nhiều. Đâu đó chỉ khoảng 6 ly thôi anh em ạ. Rất mỏng và đẹp. Mặt lưng này nó khác cái phiên bản Pro, mặt lưng này nó có hai cam và nó có cụm cụm camera gồm có hai cam và một đèn flash. Còn trên phiên bản Pro thì có hai cam và đèn flash họ đặt tách riêng ra ngoài. Phiên bản Celsius Pad thường thì nó chỉ có một cam thôi. Đây có lẽ là cổng sạc cho bút, cổng sạc từ cho bút và dải anten họ làm khá là lạ, nó chỉ có một cạnh bên trái thôi. Mặt lưng và viền đều là kim loại anh em, khá là chắc chắn. Nếu mà để mà đánh giá về về mặt thiết kế và hoàn thiện thì có lẽ là các cái máy tính bảng của Lenovo trong năm 2021 này nó nhỉnh hơn Xiaomi anh em ạ. Đây là nút nguồn, mình sẽ bật nguồn lên cho anh em xem luôn. Model này thì được cài sẵn phiên bản ROM Global, ROM quốc tế. Bên mình cũng sẽ hỗ trợ anh em cài đặt miễn phí ROM quốc tế ngay khi bóc hộp. Phiên bản này có 4 loa, phía cạnh trên 2 loa và cạnh dưới 2 loa. Còn đây có lẽ là khe cắm thẻ nhớ rồi.
Đây cho anh em xem. Đây là khe cắm thẻ nhớ micro SD. Có lẽ cũng không quá là cần thiết. Với bộ nhớ 256 GB thì mình nghĩ là khá là đầy đủ rồi. Đây là cổng kết nối với cả bàn phím và có hai cái rãnh ở đây để lắp vào bàn phím. Phía cạnh bên này thì có hai mic phụ và nút tăng giảm âm lượng. Ok, mình sẽ kích hoạt máy vào bên trong. Cái phiên bản 12.6 inch này mình có cảm giác như màn hình nó đẹp hơn so với cả cái chất lượng hiển thị của nó đẹp hơn so với phiên bản 11 inch anh em ạ. Camera trước thì họ đặt ở phía phía cạnh phải này, khác với rất nhiều model là họ đặt lên trên đỉnh. Có lẽ là khi hãng thiết kế thì người ta đã ưu tiên cái thao tác sử dụng của đa số anh em là quay máy nằm ngang, do đó họ đặt một cái họ đặt cái camera ở cạnh phải của máy. Đây là giao diện chính của em nó. Mình sẽ kiểm tra phần hiển thị. Máy được trang bị tần số quét là 120Hz. Các chế độ màu tự nhiên, rực rỡ và tiêu chuẩn. Qua cái quả rực rỡ là nhìn hơi ảo anh em ạ. Khi chuyển sang chế độ rực rỡ thì màn hình nó xanh lét luôn. Tốt nhất là anh em để ở cái chế độ tiêu chuẩn này này. Còn anh em thích màn hình mà nó cứ xanh xanh trắng trắng thì anh em chuyển sang chế độ lạnh. Còn anh em thích cái tông nền nó vàng ấm thì anh em chọn chế độ ấm. Đây là thông tin của máy này. Lenovo Tab P12 Pro. P12 Pro đó là cái tên phiên bản quốc tế. Sau khi cài ROM vào thì nó sẽ hiển thị là Lenovo Tab P12 Pro. Còn tên ở thị trường China thì nó là Celsin Pad 12.6. Máy đang chạy phiên bản Android 11. Mình sẽ xem nó có bản cập nhật mới gì nào. Ok, nó đã báo có phiên bản cập nhật mới đây rồi. Tải về xem sao. Có 104 MB thì chắc là bản vá lỗi nhỏ thôi, hoặc là bản cập nhật là bảo mật.
Ok, trong lúc chờ cài đặt thì mình sẽ xem thử cái độ hiển thị và âm thanh của model này nó sẽ như thế nào. Đối với một máy tính bảng thì có lẽ quan trọng nhất của đối với đa số anh em đó là chất lượng hiển thị cũng như là âm thanh. Thì nó mang tính chất giải trí là chủ yếu. Khá là ngon anh em ạ. Chất bass rất là ấm. Họ cho em nhiều, bên em sớm tối mòn nhưng vẫn giả vờ hạnh phúc. Phải chi bây giờ? Đã đủ rồi, quá mệt rồi, quá muộn rồi. Tình yêu không có lỗi. Lỗi là do chúng ta thôi. Vì khi yêu là sẽ luôn đúng, chẳng bao giờ đắn đo. Muốn yêu tìm cách, hết yêu thì tìm lý do. Ok, nói chung là với đặc thù của cái máy một thiết bị như máy tính bảng thì về độ hiển thị màn hình 2K OLED thì rất là ngon rồi. Loa to, ấm cũng thuộc loại khá hay. Và một thiết kế đẹp, chắc chắn. Nó rất phù hợp với anh em trong cái mùa dịch này. Vừa có thể giải trí, vừa có thể học online. Hiện tại thì Lenovo họ đã ra mắt các phiên bản máy tính bảng trong năm 21, bao gồm là Lenovo Celestine Pad. Con này nó giá nó dao động khoảng tầm 4 triệu thôi anh em ạ. 4 triệu, hơn 4 triệu một chút. Thì phiên bản đó là chạy chip Snap 662. Cao hơn một chút thì có phiên bản Lenovo Celestine Pad Plus chạy chip Snap 750. Cao hơn là Celestine Pad Pro chạy chip Snap 870, và cao cấp nhất đó là cái model mà mình đang mở hộp cho anh em đây, Celestine Pad Pro 12.6. Tất cả các phiên bản kia đều là màn 11 inch, riêng con này là màn 12.6 inch. Anh em có nhu cầu order model này thì liên hệ với shop qua số điện thoại 0969 629200. Em cứ chat qua Zalo nhé. Cảm ơn anh em. Vài hôm tới mình sẽ mở hộp và so sánh cho anh em model 12.6 inch này so với cả cái phiên bản Pro hoặc là Plus 11 inch.
Hẹn gặp lại anh em trong ngày gần nhất.